Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc xe cộng đồng vô lăng cầu đấy. Mới mua xong hôm qua. Và đây là chiếc xe. Đây là con kẹt số. 5 số tới, 1 số lùi. Và đây là con gạt bên hơi trợ lực. Đây là cầu đấy. Đây là center. Máy Giang Đông 30. Ở đây là Giang Đông. Xe làm tới trước. Máy chạy đề. Máy mới luôn. Đây là trợ lực. Đây là bình 12V 90A, thăng tay. Vô lăng còi. Đây là móc. Đây là cầu bên 2T. Của Phương Tín Dụng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.